Thì để hình này cũng được hay là để hình này cũng được, nhưng mà tùy mỗi bạn thôi ha. Hình này cũng được. Rồi, thế thì còn cái lịch dưới đây nè. Thì cái lịch này á, một đó là chúng ta phải lên mạng kiếm cái lịch mà cái file cái định dạng của nó đó là phải là Photoshop. Phải là Photoshop để chúng ta có thể sửa được cái nội dung. Nhưng mà kiếm này nó hơi lâu ha. À, hoặc là trên mạng nó cũng có, thực ra nó cũng có, nhưng mà cái file mà chúng ta tải về á, chúng ta xài cũng cũng không có được như là như ý muốn lắm. Như nữa, cái bài bữa trước thì thầy có để trong đây nè. Số 0005 ha. Rồi, bữa trước thầy có gửi chúng ta cái calendar này nè. Nhưng mà cái file mà của mà người ta up lên mạng mình tải xuống á cũng không như ý muốn đâu. Ví dụ như là cái mấy cái ngày tháng 5 này nè, 2022, tháng 3 này nè. Thì chúng ta phải khi mà làm cái này chúng ta phải kiểm tra thử là nó có đúng với lại cái lịch cái lịch mà đúng cái lịch âm dương á ha, là tháng 3 nè. Như vậy là ngày 1 là thứ ba, ngày 31 là thứ năm. Ngày 1 thứ ba, 1 thứ năm. Như vậy lịch là đúng rồi nè ha. Thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta coi nè, là cái file của người ta làm á, là cái calendar nè. Đó, là người ta trộn lại thành cái file này. Còn này cái hiệu ứng của mấy cái tháng. À, thế khi là cái calendar này á là mình không không có xài được nha, tức là nó nghi một bộ nè đó. Mà kiếm mà cái file này mà có thể sửa được nội dung bên trong á để chúng ta làm hiệu ứng á, thì cũng khó, cho nên là chúng ta sẽ cái này mình có thể phải tự tự gõ luôn á, lúc phải tự gõ luôn á nếu mà có một tháng như thế này nha. Cái đề này ha, là các file của mình ha. File này là thầy có gửi chúng ta một cái file ấy. Thì là cái file này nè. Nhưng mà khi mình mang qua đây á nó sẽ không như ý muốn, nó nghi một cụm nè, rất là khó, nên cái này không không có xài cái file này đó. Thì bây giờ muốn làm đúng luôn á, chúng ta phải chịu khó, chúng ta phải gõ dùng test nha. Dùng test, ví dụ là đầu tiên là cái chữ tháng đúng không, chữ tháng 5 nè đó. Chúng ta dùng test, chúng ta click một điểm trước rồi sau đó chúng ta gõ chữ tháng 5 vô, tháng tháng 3 vô. Trước tiên chúng ta gõ chữ màu trắng trước để mà chúng ta thấy thấy nội dung trước, rồi sau đó chúng ta mới sửa là format lại sau. Thì cái font này tạm thời chúng ta xài một cái font Vini, nhưng mà nó ạt chút xíu, thì bây giờ mình tạm thời xài Vini Vari đã. Rồi chúng ta gõ chữ tháng, nếu mà Vini Vari á, thì cái này phải là Vini Window nha. Vini Window thì gọi tiếng Việt nó mới ra.
Rồi. Tháng này. Tháng 3. Đó. Rồi tạm thời như vậy trước đã nha, để đây. Rồi. Sau đó cái test ở dưới. Rồi, thầy sẽ để cái minh đây trước nha. Minh đây trước nè. Xong nó tới tips đây thì cái này chúng ta sẽ copy hàng loạt đây nè. Monster Winter Sprite. À, tại vì thầy phải gõ như vậy á thì khi đó thầy mới đổi màu cũng như là gắn hiệu ứng được, cho dù chúng ta có tải trên mạng xuống thì chúng ta cũng không làm được cái này, nên là chúng ta đang học á cho nên chúng ta chịu khó phải gõ như vậy đi. Rồi mà sau đó lệnh này, như vậy là số 1 là Tuesday đúng không, thì cái này chúng ta làm nhanh thôi. À, sau đó chúng ta sẽ copy vào đây nè. Rồi chúng ta sẽ chọn hai hai cái số này, chúng ta copy tiếp. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn hết tất cả những cái số này. Rồi chúng ta lại copy xuống. Những ans nha, những ans là copy này, rồi mình kéo xuống an ship nha, an ship. Rồi tiếp tục chọn cái một cái này ship, chọn tất cả cái kia nha, ship mình copy xuống, do là nó nhỏ quá cho nên là còn nếu mình copy trên mạng xuống mình để vô một cái thì nhanh rồi, dễ rồi, nhưng mà thầy muốn làm kỹ hơn một chút xíu. Rồi ha. Rồi như vậy là mình mấy cái số này thì không sao. Bây giờ mấy cái sát này nè là màu vàng ha, là đúng đúng số rồi đó nha, mình cần sửa số lại thôi. Rồi chữ sát này bây giờ cái nền á, cái nền này nè, cái này ẩn đi nè, ẩn luôn cả cái crowd luôn. À, cái khóa background này thì sẽ ẩn đi, còn cái layer 1 này cái nền này mở khóa đi, cái layer không là thì mở thì tắt khóa và thì xóa luôn ha. Còn cái layer 1 này
muốn khóa cái này, thì muốn khóa lên cho một này. Không có tính năng khóa. Tạm thời ẩn đi cũng được. Chúng ta để ý cái này nè, chúng ta dùng chuột với chúng ta quét cái này nè. Nó mới chọn hết được không? Ha, thấy anh dùng chuột thế này này đúng không? Đó, là nó chọn hết tất cả những laser nó thuộc cái chữ sát này. Thuộc chữ sát này, đó. Dùng chuột quét hết như thế này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cái này nó vẫn là cái văn bản đó. Chọn hết tất cả cái này, sau đó chuột phải vô cái Epix, nó không cho sử dụng nhanh. Nha, đổi sang màu vàng nè. Epix Color Overlay là chúng ta đổi màu. Đổi sang màu vàng. Nha. Rồi sau đó chúng ta mới chuột phải cái color overlay này nè, chúng ta copy layer style, chúng ta mới pass vô cái hiệu ứng này nè, chuột phải pass layer style thì nó đổi màu luôn, chuột phải pass layer style. Rồi sẵn tiện á, khi mà chúng ta đã đứng được cái chỗ này rồi á, nên chúng ta sẽ sửa lại cho nó luôn nè. Số 6, số 20, cái này là sinh đầy đúng không? Cái này sinh đầy chứ. 63 20. Này là 27 ha. Chuột phải nè, bắt layer style vô. Rồi, chúng ta làm một cái thôi. Rồi ẩn đi. Ha. Đó. Rồi ví dụ cái tháng tháng 3 này ta sẽ đổi sang màu đỏ nè. Rồi viền viền của nó thì Epix Auto Glow là tỏa sáng nè. Nè, chúng ta cho nó màu trắng nè, chúng ta tập làm cái công cụ này rồi tỏa sáng lên. Hiểu không? Ha, mình tập làm cái công cụ ha. Đó. Còn làm đẹp á thì ngồi phải kỹ lắm. Bây giờ tạm thời ẩn cái background đi nè. Hay là chỉ để muốn khóa nó không có tính năng khóa. À, lock layer nè, ở đây có nè. Lock cái position nè ha. Ok, rồi nha. Vô layer nè, nó có lock khóa layer thì khóa layer một lại. Để chúng ta vẫn thấy đường ha, và một quét chuột thế này nè. Đó, quét chuột thế này thì nó chọn tất cả layer ở trên. Sau đó quét chuột rồi thì giờ đây nó dễ hơn đúng không? Đó, nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng gì tới cái nền ở dưới. Đó nha, thì nó lại nha, cái layer cái nền này nè. Ha, chúng ta chọn nó nha, xong nó vô layer lock layer khóa lại.
đúng ra nó phải tạo một cái nút ở đây mình khóa luôn, mà khóa mình phải kiếm ha. Rồi sau đó mình chọn thế này nè, tất cả những cái này nè, theo chiều ngang, chọn tất cả theo chiều ngang đó, nó chọn hết tất cả những cái chữ này. Sau đó chúng ta sẽ vô, nó có cái nút canh 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 chiều ngang á nè, bấm nút này nè, là distribute spacing, tức là nó sẽ cái khoảng cách nó sẽ phân đều ra ha, phân đều ra nè. Rồi mấy cái số này cũng vậy, như vậy số 1 á, cái chỗ này á là đúng ra cái tháng của nó phải là tháng đầu tiên là Tuesday, là số 1 này, số 1 chỗ này nè, nó phải nằm ở chỗ này nha, thì có nghĩa là tương đương là nguyên cái hàng này nè, nguyên nguyên hàng này nè, nó phải nằm ở chỗ này đó, vì việc chọn như khá dễ rồi. Ok, xong lên chọn thì chiều ngang thế này nè, thì khi mà nó canh á, là nó canh cái số đầu tiên với cái số cuối cùng, thì chúng ta quét như thế này á, là nó chọn số đầu tiên, số cuối cùng là cố định, mấy cái số giữa nó sẽ chia đều ra, cho nên là thầy chia đều tiếp, hiểu không? Đó, sau đó tương tự như vậy, thì chọn số đầu tiên, số cuối cùng là được rồi, nhưng mà chúng ta quét như thế này nè, đó là chia đều tiếp, đó là nó đều cho mình luôn rồi, rất tuyệt vời, không có tốn nhiều thời gian. Đó, chỉ cần số đầu và số đuôi thôi là đúng thôi, là mấy số kia nó tự động nó chia đều cho mình hết rồi, cái này là nó mình tự làm thôi, tại nó đơn giản đó, hiểu không? Đó rồi, rồi sau đó Saturday, Saturday là màu vàng, Sunday màu đỏ. Ủa, vậy mà nguyên cái này màu vàng này nha, cái này màu vàng. À, còn lại màu đỏ. Rồi mấy cái số ngày chúng ta sẽ sửa thôi, dễ thôi. À, cái chữ sát, sát này, rồi chúng ta edit color overlay. Như vậy cái sinh này nè, chúng ta copy layer style, rồi chúng ta chọn hết cái này, chuột phải, paste layer style. Đó, đổi hàng loạt nè, thấy chưa, chữ sinh này đổi lại, đó là màu đỏ, đó là màu đỏ. Xong rồi chúng ta sẽ ok, rồi sau đó chúng ta cho nó tỏa sáng nhẹ luôn đi. À, cái ellipse này ngoài chữ sinh này ra, rồi auto glow tỏa sáng luôn đó, tỏa sáng màu trắng. Nó tỏa sáng màu trắng thế này đi, ok. Rồi chúng ta sẽ chọn hết copy layer style của cái này, gán cho toàn bộ những cái dưới, chuột phải, paste layer style vô ha. Đó, vừa đỏ vừa tỏa sáng luôn. Rồi xin đây là ngày nghỉ đúng không, thì chúng ta cho tỏa sáng một tí cũng được, không sao. Đó, rồi về vị trí thì ok, là lệnh này xem như không còn sử dụng, còn sử dụng số thôi, thì chúng ta ngồi rảnh ngồi gõ số lại thôi. Đó, số 2 nè, rồi số 3, 4, 5 vậy đó, hiểu không? Mình gõ lại thôi. Rồi, đúng như format bên này. Đó. Rồi, sát là màu vàng ha, sinh là màu màu đỏ. Rồi, sau đó ở dưới này nó có một cái chữ 2000, chúng ta ghi 2022 đi cho nó đúng thời đại. Rồi, test nè, click một điểm, 2022. Rồi, tăng cái... Đấy. Nó lịch chúng ta tự làm nhưng mà nó sẽ đúng ha. Rồi, nhưng mà cái này á, chúng ta phải làm một cái phông nó ạt chút xíu, có nghĩa là mình sẽ chọn một cái chữ này nó mà nó nghiêng ngả. Đó, ví dụ như vậy đi. Nó phải ạt chút xíu nha. Rồi, để vị trí này. Rồi, và chúng ta cho nó ở xuống dưới layer dưới cùng, xuống dưới cùng rồi là một chuyện, và opacity chúng ta cho nó mờ xuống, nó ẩn hiện thôi, nó ẩn hiện này thôi, và cái nền của nó chúng ta new layer mới nữa là cái nền, rồi cái nền này chúng ta đứng ở dưới nha. Đứng ở dưới cùng,
Rồi, cái nền này chúng ta sẽ tô cho nó thuốc màu xanh thống như cái đề này, và chúng ta sẽ tô một chuẩn sắc gradient. Chúng ta tô từ xanh sang trong suốt á, dạng thẳng từ xanh trong suốt, xanh xanh ở trên này, trong suốt ở dưới. Đó thì chúng ta mới có cái này. Hiểu không? Chúng ta có màu xanh giống như vậy. Rồi, về mặt cơ bản thì gần xong hết rồi. Rồi, cái khung này nó tỏa sáng màu trắng nè. Khung này tỏa sáng màu trắng. Thì chúng ta cũng chọn nó và chúng ta cho tỏa sáng lên. FX Auto Glow là tỏa sáng. Đó. Thì chúng ta cho nó màu trắng. Nó tỏa sáng. Nhưng mà nó bị một tình huống là như thế nào? Nó sẽ tỏa sáng luôn cả bên trong luôn, thấy không? Tức là người ta tỏa sáng bên cái viền này thôi đúng không? Nhưng mà mình tỏa sáng luôn bên trong luôn. Đó. Thì mình sẽ có hai cách xử lý. Ở đây chúng ta có thể là cái auto glow này nè, chính là cái hiệu ứng này nè. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ bỏ này đi, chúng ta làm cái một cái hiệu ứng khác. Hai. Cái hai cách, cách thứ nhất á là chúng ta không xài cái này. Chúng ta nhấn control cái laser này nè, nó có cái vùng chọn là cái viền này thôi. Rồi chúng ta dùng công cụ hình chữ nhật, chúng ta cộng thêm. Tức là hiện tại nó đang chọn cái viền này nè, và cái viền này nó không chọn bên trong. Thì thầy cộng thêm, thì cộng thêm cái vùng chọn này nữa. Đó, thì nó tức là toàn bộ hình chữ nhật này. Rồi new layer mới, tô nó cái màu gì cũng được. Nó tô màu xanh vô cũng được. Sau cái xanh này nó đứng ở dưới. Nó đứng ở dưới. Nó đứng dưới cùng. Đó, laser 5 này nè, thì tỏa sáng nó. Đó, hiểu không? Là nó chỉ tỏa sáng đúng mình nó thôi. Rồi, tỏa sáng đây nè, ok nè. Đó. Tức là laser 5 là một laser màu xanh đó. Là nó tự nó tỏa sáng thôi. Ha. Đó, tự nó tỏa sáng. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là chúng ta cứ tỏa sáng như thế này bình thường đi. Nhưng mà nó bị vướng bên trong, chúng ta không muốn tỏa sáng bên trong. Thì cái auto glow này nè, chúng ta chuột phải về chọn là gray layer, tức là tạo layer từ cái hiệu ứng đó, tạo layer từ cái tỏa sáng đó, thì nó tách ra, nó tách ra chúng ta một một cái phần là tỏa sáng riêng. Đó là một layer tỏa sáng này nè. Layer tỏa sáng này chúng ta xóa bên trong đi, dùng hình chữ nhật chọn bên trong này, xóa đi, delete, xóa đi thì nó còn cái bên ngoài. Hiểu không? Biến nó thành laser rồi. Thì laser đó chúng ta làm gì cũng được đó. Xóa bớt bên trong ra cũng ra. Đó. Hoặc là chúng ta tạo laser mới cũng ra. Nói chung cách này cũng ra đó. Nhiều cách lắm. Đó. Còn mấy cái số này là như vậy là xong rồi đó. Rồi chúng ta ngồi sửa là thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhé. Gọi sửa số là thôi. Đó. Cơ bản thì xong rồi nha. Sau đó chúng ta có thể ghi ở dưới đây là nó có cái dòng nè. Copy bài gì đó, copyright gì đó thì chúng ta có thể ghi test ở đây. Vụ này xuống gõ cho nó nhanh. À. Copyright 2022 by DK DE à, không by gì? DE đây 006 tức là cái này do mình tạo ra, lớp mình tạo ra, hiểu không? Bản quyền lớp mình, thu nhỏ lại. Rồi. Cái này thì không cần tỏa sáng, tắt con tỏa sáng đi, màu của nó cho nó màu trắng là được. Bản quyền tự mình làm bản quyền đó, ok, hiểu không? Đó tức là chúng ta xem cái format của cái đề để mình làm bài của mình. Còn cái thứ tự ngày tháng năm chúng ta xem cái hình cái đề mẫu, chúng ta ướp số cho đúng. Làm xong hết rồi chúng ta ngồi nên rảnh ngồi sửa mấy số lại thôi, hiểu không? Ý tôi nói là cách làm như vậy á, format như vậy. Còn thực ra lên mạng mà kiếm lịch này á có hay không
mang qua một cái ốm vô có liền, khỏi làm gì hết. Nhưng mà chúng ta không sửa được màu, không sửa được màu rồi không có đổ được hiệu ứng tỏa sáng vô, không làm được ha. Cho nên chúng ta tập làm cái này đi, sẵn tiện mình canh luôn. Ví dụ mình canh đều ra nó, mình canh đều ra. Ví dụ mấy cái này mình cái nờ mình khóa lại nè, muốn khóa nờ đúng không, laser lock laser là nó khóa lại nè, lock cái position nó, cái vị trí đó, lock lại nè đó, mình khóa luôn ha. Đó mấy cái này là rảnh rồi mình khóa hết, lock position nè, ok nè đó. Sau mình dùng chuột mình quét 2022 này cũng khó luôn nè, position nè đó. Mình chuột mình quét thế này nè, đó là mình chọn hết mình cụm rồi mình canh canh đều cho nó đó, để nó chia đều đấy cho mình. Miễn sao là cái đầu tiên cái cuối cùng là đúng thì những cái trong tự động nó chia ra cho mình luôn đó, rất là ha. Ok rồi, như vậy thì trả máy nè, xin mời lúc mình làm tiếp thầy cái bài này nha.